biết nấu hả? Em đâu biết đâu, đi bán. À, như như mình bán một ngày được nhiêu? Mở mở ra cho em quay, em làm cái Facebook nè. Cái này là khoai mì gì ha? Khoai mì nấu dừa. Ngoài ra khoai mì có món gì nữa không chị? Khoai mì khô, khoai mì nấm khô, nấm dừa. Dạ dạ. Cái này một bịch là nhiêu nhỉ? Một bịch 10.000. Dạ, yeah, ok. Dạ. Yeah. Đợi chút xíu nữa. Chị đây là khoai mì gì ha? Khoai mì nước cốt dừa. Dạ. Cái này mình có dễ làm không? Hả? Có dễ làm không? Dạ. Làm như thế nào nhỉ? Mới làm không mà làm liên tiếp rồi. Dạ không, tức là mình làm như thế nào á? Mình làm như thế nào á? Nấu chân sân dừa. À, nấu trong vòng bao lâu ha? À dạ, lấy ra một bịch đi, lấy ra một bịch. Một bịch. Dạ. Dạ. Em quay xong là rất nhiều người tới mua, bởi vì cái trang của em nhiều người theo dõi lắm ạ. À.